Shop Sơn TV.com, nơi bán nick liên quân, verify uy tín giá rẻ, vòng quay quân huy hấp dẫn, thử vận máy nhận nick cực ngon, nhanh tay truy cập Shop Sơn TV.com. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Trong clip này thì sẽ làm về vị tướng chú bò Krynak. Thì đối với Krynak ở mùa 2023 S1 sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Thì anh em cùng theo dõi nhé. Có cược bọc rồi. Tình huống này thì mình đang còn cái trưng trì nữa. Ôi cả Zuka này anh em ạ. Gặp thế. Xin tạm đó là con búa xanh thôi. Và này thì rất may là mình giữ được con búa xanh. Ôi con xỉu máu kia. Và cuối cùng thì mình phải lên bảng điểm số. Laurel tem địch thì cũng phải lên bảng điểm số rồi. Mình thì hơi thọt xíu. Nhưng mà team bên mình thì cũng chỉ là trao đổi hòa hoãn với nhau thôi. Chưa lên được level 4 nên là Krynak thì đang hơi yếu xíu. Có lẽ là bây giờ sẽ phá một xíu anh em ạ. Chất tướng của tem địch chất tướng khỏe quá. Trận đấu này thì Krynak có lẽ là cũng hơi khó chơi. Khi mà toàn là những chất tướng Krynak để bắt được cũng hơi bị đỏ vất vả luôn. Vẫn chưa lên được level 4 thì mình farm xong đó là con quay nhỏ này. Nói chung vải bùa thì sẽ lên được level 4 rồi sau đó đi gánh sau nhá. 2 giây nữa con búa xanh ra. Đầu game thì nói chung thì cũng hơi thọt một xíu. Và farm thì hơi chậm xíu do team bên bàn sang cướp bóc các kiểu. Nên là bây giờ thì sẽ tập trung farm một tí đã rồi sau đó tính sau. Nhận thấy búa xanh của tem đi con 1 giây nữa ra thì mình sẽ sáng cướp luôn con búa xanh của tem bên địch trước đã. Có giao tranh ở khu vực đường rông, nơi mà xuất hiện của Joker và Laurel. Thì mình pha này mình sẽ lại bắt là vị trí Joker của team bên địch nhá. Rồi chạy đâu tế tải này. Và chắc chắn thì pha này Joker lên bảng điểm số rồi. Đối với xa thủ Joker cũng có thể khắc chế phần nào vị trí của Krynak nhá. Bởi vì chiêu 2 nếu mà Joker bật một cách hợp lý có khả năng miễn sát thương vật lý, vì thế nó có thể áo nháy. Nên là anh em khi dọc cớ mất chiêu 2 anh em mới vô vào, thì không thì anh em dễ đó là chết ngược ấy. Lử bố của tem địch, ôi hay thế. Lử bố vẫn ăn được mít tem bên mình. Ôi đông thế. Cuối cùng thì cũng phải lên bảng điểm số. Chỉ ăn được mỗi lử bố thôi. Còn team bên mình phải lên bảng điểm số 3 người luôn. Team bên địch gặt thực sự anh em ạ. Ép kinh thế. Ui chăn lính luôn. Quá ghê gớm. Thế trận hiện tại thì cũng đang hòa hoàn thôi, nên là cũng không vấn đề gì cả anh em ạ. Mình thì sẽ đó là phá một xíu nữa. Krynak có tầm khoảng 3 đô khi đó chơi thoải mái. Nói chung tầm 3 đô thì vô khi đó lượng sát thương sẽ tốt. Trận đấu này thì điểm yếu của Krynak là để bắt được team địch hơi khó. Toàn là những chất tướng theo thiên hướng khắc chế. Thằng này thì mình sẽ núp đấy nhá, không ra nhá. Để cho đó là Zuka và Flo giao tránh. Thì khi đó mình sẽ vô ra và bắt vị trí của Zuka team bên địch. Chứ bây giờ mình ra lộ tầm nhìn phạt là Zuka về liền đây. Và này hai bên giao tránh và mình lao ra kết liễu cái màng của Zuka. Chứ mình ra sớm phạt là Zuka chắc chắn thì nó sẽ ở trong thủ và nó thủ thôi. Nên là nhiều khi anh em gọi là núp một xíu cho mình để có thể
bắt gọi là tướng địch một cách đó là dễ dàng nhất. Chất tướng của tem địch thì khá là khỏe. Lữ Bố này, Zuka này, Mina này, Joker này, Laurel. Nói chung toàn là chất tướng mình để bắt được cũng rất chi là khó. Và kể cả các vị tướng sát thủ vậy, bắt các vị tướng đó thì sẽ rất chi là khó. Nên là trận đấu này thì có lẽ là cũng hơi khó chơi và đang khá là căng, 7-7 dành cho hai bên. Về chiêu thức của vị tướng Karinak thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em sử dụng thì cái ấu trùng củi sẽ ghim vào mục tiêu giúp anh em gọi là đánh theo phần trăm máu anh em ạ. Vì thế thì Karinak trí tánh cũng rất chi là tốt. Chiêu thức thứ hai thì anh em lượt có thể qua địa hình trùng thì gây sát thương và hồi phục máu. Còn chiêu cuối thì anh em kích hoạt như thế này thì sẽ bay vẫn đạp xuống gây sát thương. Thì về bộ chiêu thức thì cũng khá là đơn giản như vậy thôi, không có gì là khó cả. Cách combo như thế nào cho hiệu quả thì tức là anh em kích hoạt chiêu cuối dành cho mình, kích hoạt lần 1, sau đó thì ghim đó là chiêu 1 vào mục tiêu, sau đó anh em đạp chiêu cuối xuống và kết liễu đối phương bằng chiêu 2. Thực tế những vị tướng không có kháng đám vật lý, những vị tướng máu giấy dính một combo của Karinak là bốc hơi ngay lập tức luôn. Tất nhiên thì vị tướng này cũng có những điểm mạnh và những điểm yếu. Phát này thì mình sẽ núp đấy để xem có bắt được đó là ai hay không nhá, nhưng mà khó rồi. Thế là mình sẽ quyết định đó là lùi lại. Ồ, pha này có giao tránh này, rồi vô vào này, hết chiêu đây anh em ạ. Hết thời gian của chiêu rồi nên là phải vô luôn và kẹp góc, bắt được vị trí của mid tem medic. Zuka của tem medic rồi. Ồ, pha này Zuka, ê, mình tưởng là nhảy quá tường để hack nào Zuka, nhưng mà Zuka lướt không qua anh em ạ. Tường dày quá, nhà mình giàu mà, nên là tường nó xây rất chi là dày. Rồi pha này thì lại kích hoạt rồi, chiêu cuối Lữ Bố đang ăn rông anh em ạ. Nên là pha này mình tránh thủ bắt đó là vị trí của xạ thủ và FP tem medic. Bắt được FP rồi, xạ thủ tem medic cũng phải lên bảng điểm số. Lữ Bố băng vào băng đó là cái chiến thân, mình đó là lùi lại một nhịp trước đã, bởi vì Lữ Bố đang có chiến thân thì hồi phục máu khá là khỏe. Đầu game thì Lữ Bố cũng khỏe nữa nên là lùi lại một nhịp thì sẽ an toàn hơn. Bây giờ thì mình sẽ lùng ngay đó là con rồng này nhá, để tạo lợi thế cho bản thân, tạo lợi thế cho toàn đội xíu. Ở đường giữa thì đang có đó là giáo tránh, thì bên mình thì ăn được vị trí của Laurel rồi, nhưng mà Laurel thì cũng lùng được đó là một điểm hạ gục. Bây giờ thì có giáo tránh, mình sẽ về phá một xíu đạn bởi vì lượng máu của mình khá là thấp. Phá một xíu thì có thể đó là hồi phục cái lượng máu tốt, bởi vì mình có lên ngọc hút máu dành cho vị trí của Karinak. Sau khi cái kiếm truy hồn và cái phức hợp kiếm không còn khả năng hút máu nữa thì anh em phải lên cho đó là mình vài ba viên hút máu để đó là Karinak không cần biến về nhiều. Chỉ nếu anh em không lên ngọc hút máu thì gần như là thấp máu cái anh em lại cứ phải chạy biến về, nó không hay. Anh em vừa phám vừa hồi phục máu thì sẽ tốt hơn. Rồi pha này bắt Lữ Bố này, không cho Lữ Bố bật chiến thân luôn. Nhưng cú vô của Karinak thích quá là dồi dào sát thương rồi. Rồi pha này sẽ bắt đó là xạ thủ kinh bên địch luôn nhá. Ok, rồi chạy động lên bảng điểm số tiếp theo. Crash!
Bây giờ team Bendix tập trung ở trên đường xa thân khá là đông. Qua này thì mình sẽ đẩy thể lính đường dừa lên cao trước đã. Cướp tài nguyên rừng của team Bendix, sau đó sẽ lại bắt team Bendix nhá. Rồi, đang nhận thấy Laurel của team Bendix. Rồi, pha này thì chạy đâu bạn ơi? Chắc chắn thì pha này Laurel lên vàng điểm số rồi. Ê, vẫn có thể là lượt được một lần, nhưng mà cuối cùng thì cũng bốc hơi. Bởi vì bá đánh một thì không chuột cùng que rồi. Khi ăn con ta thân xê ra này thì anh em chưa chiêu hài lại dành cho mình. Ôi, pha này thì mình sẽ cố gắng ăn con ta thân xê ra nhá. Ôi, bị hất tung đây anh em ạ. Rất may thì ta thân xê ra thuộc với mình quay trở lại chơi luôn, đó là vị trí của Zuka Team Bendix. Đáng lẽ là lượt được quá hãng rồi, bị Mina kéo lại anh em ạ. Và cuối cùng thì mình lên bảng điểm số. Một phát kéo rất là hay đến từ vị trí của Mina Team Bendix. Chứ không chỉ thế phát đầu mình chạy được rồi ấy. Nói chung về chất tưởng của team Bendix rất là khỏe. Về phần trang bị thì sẽ lên như thế nào dành cho vị trí của Karina? Đầu tiên thì món đôi rừng cái kiếm truy hôn. Tiếp đến thì dây kiên cường khá nhiều khống chế. Món đồ thứ ba thay vì cái thương xuyên phá mình sẽ lên kiếm Muramasa, bởi vì anh em thấy team Bendix rất là trâu bò. Nên là mình sẽ lên Muramasa thay vì cái thương xuyên phá. Món đồ thứ tư thì sẽ phức hợp kiếm để nhìn cú vô vào, lực sát thương sẽ tốt. Món đồ thứ năm thì canh nánh, đối phương dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng đó là giáp hồ mình thì đảm bảo an toàn. Thế đó là build đồ chuẩn chỉ dành cho vị trí của cây nắp. Bây giờ mình lấy được cây nánh rồi. Thì đối phương mà dưới 50% máu đó, thì sẽ chịu thêm 30% sát thương. Nên là lượng sát thương của mình bây giờ cực kỳ là lớn. Rồi, tiền đó là vị trí Joker lên bảng điểm số này. Khi bắt Joker thì chơi nó mà chiêu hài, chứ nó mà đang còn chiêu hài thì anh em đó là dễ bị áo nháy trở lại ấy. Pha này núp đấy không biết có bắt được cái hay không nhá. Rồi lử bố của tay bên bàn. Rồi pha này tạm biệt lử bố này. Bốc hơi này. Zuka tên bàn lao vào bằng cái trầm trọng lực. Nhưng mà cuối cùng thì cũng rụt lui. Bởi vì tay bên mình thì có đó là hai người mà. Mình sẽ quay trở về ăn con rồng này. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chú nổ sát thương. Thì có thể kết liễu mục tiêu một cách nhanh nhất có thể. Tình huống này ở đấy để xem có bắt được ai không nhá. Vẫn chưa thấy tầm nhìn của ai cả. Hơi khó xíu. Team Bendix thì tập trung ở phía bên kia khá là đông rồi. Thôi chắc có lẽ không có ai thì mình sẽ đẩy thể lính lên cao trước đã rồi tính sau. Có Joker anh em ấy, Joker mật chiêu hái rồi này. Pha này thì tạm biệt Joker này, mật chiêu hái rồi thì chạy đâu. Chạy rất chỉ là nhanh và bị đó là Flo team mình khép góc vẫn có thể chạy về được kia. Ghê, chạy quá là nhanh nha. Đang nhận thấy Zuka của team đi khá là thấp máu. Pha này thì chạy đâu, tạm biệt bàn. Ê ôi, vẫn chạy được kia. Tôi xong rồi, pha này thì mình xài rồi. Cứ ngờ là 100% ăn được đó là Zuka. Nhưng mà Zuka chạy nhanh quá. Và cuối cùng thì bị Laurel. Ôi, Laurel mổ kính thế. Ui, ui rất may thì vẫn ăn được Laurel anh em ạ. Và cuối cùng thì cũng phải lên bảng điểm số. Lử bố team đi sử dụng 3 lần lượt. Và cuối cùng thì bị củ trưởng của ghi đủ tiền lên bảng điểm số. Pha đỏ Zuka quay xe nhanh quá. Zuka của team Bendix thì cũng lên huân chương trói nữa. Nên là cái lượng sát thương phép của team Bendix dồn vào thì cũng sẽ bị hạn chế. Bởi vì team Bendix anh em thấy thì sát thương phép cũng khá là nhiều. Rồi, ca này thì sẽ lao vào này. Chạy đậu, bắt được một đám. Ôi, ăn được hai người luôn anh em ạ.
một pha gọi là đạp xuống và lùng ngay, đó là hai màng khá là thơm tho. Nói chung về chất tưởng tem đích thì hơi khó chịu ở chỗ đó là Mina có chiêu cuối thôi miên này, rồi thêm dốc cớ miền đám vật lý và láo réo cũng có chiêu thức né sát thương nữa, nên là hơi khó chịu. Rồi pha này mình chạy núp đây bắt này, rồi pha này chạy đâu chiêu 1 này, chiêu cuối này, chiêu 2 kết liễu này. Zuka thì chỉ lấy đi cái giáp hồ mạnh nhưng mà vẫn chưa mất giáp hồ mạnh anh em ạ. Và Zuka thì đã phải đến bảng điểm số rồi. Nói chung một combo đẹp thì gần như đó là zone sát thương cực kỳ là tốt. Về phần đó là bảng ngọc thì sẽ lên như thế nào? Bảng ngọc thì sẽ lên như sau. Ngọc đỏ 3 viên, tỷ lệ chỉ màng và 8 viên công vật lý và xếp giáp. Ngọc tím 6 viên tốc đánh tốc chạy và 4 viên hút máu. Còn ngọc xanh công vật lý và xếp giáp. Với bảng ngọc này thì giúp anh em đó là hồi phục máu tốt, có lượng công vật lý và có chỉ màng. Anh em đánh mà ra chỉ màng thì phải gọi là cực kỳ là nhiều sát thương luôn. Tầm này thì sức sát thương của team bên mình cũng tốt, đến từ vị trí của gión rồi, nên là anh em thấy thì chỉ cần gión được bảo kê và xả sát thương. Thì trận đấu đó nó sẽ ok thôi, dễ dàng lắm. Rồi pha này Zuka này bắt luôn này. Chạy đâu, hôm nay thì Zuka lên bảng điểm số này. Rồi lá vào bắt luôn nhá, bắt chiêu cuối lên này, đạp xuống này, hai người lên bảng điểm số luôn này. Và một phát quẹt sạch dành cho team bên mình và có lẽ là trận đấu thì cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Khi mà team bên mình đó là ép vào nhà thủ nhà chính. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.